Em Tony Tiến xin chào quý anh chị nhé. Hôm nay tiếp tục giờ tầm tối gần tối là 5 rưỡi tối là em mới anh nông dân Sơn Đoòng đi kiểm tra xem bẫy chim xem có dính chim nhé. Xin quý anh chị xem và nhớ ủng hộ em Tony Tiến nhé. Vất vả trong rừng cây đấy các bạn này. Em mời quý anh chị đi vào đây tìm nhé. Vất vả như này mà vẫn phải phải gian nan đi tìm bẫy chim các bạn nhé. Bẫy thì phải đi thăm bẫy các bạn nhé. Một ngày chúng ta đi thăm bẫy một lần nhé, xem có dính không các bạn ạ. Nó mong dính được thì tốt nhé các bạn nhé. Mà không dính được thì lại phải chờ đợi ngày khác. Mày quay đứng quay nói với quý anh chị này, em đi sau một chút nhá. Dính không? Hả? À dính con đây quý anh chị ơi. Đây 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 đây. Đâu rồi, anh nông dân đâu rồi? Con cuốc các bạn nhá. Dính cẳng, con này bị dính cẳng ạ. Anh nông dân Sơn Đoòng ơi. Anh Sơn Đoòng ơi. Đâu rồi? Đây các bạn này. Đó. Đi vòng trên lùm cây đi ra được mà. Đi bên đây đi được mà. Đó, chú chim cuốc bên đây các bạn nhé. Bên đây có nữa à? Có không? Hả? Không dính à? Bên đây anh cứ đặt bên đây mà đi không dính các bạn nhé. Anh cứ đi qua đó vẫn dính cái chỗ con hôm qua các bạn ạ. Nhưng mà sao đất dây nó mắc vào đó ấy? À cái mắc dây đuôi này đúng rồi. Đây em Tony đây quý anh chị nhá. Em Tony Tiến đây ạ. Đây anh Sơn Đoòng đây. Anh Sơn Đoòng đằng sau em đây. Đó, đó đó, nhìn quý anh chị đó. Rồi. Hả? Con gì đó? Con chó là con gì? Là con gì? Đi đi. Chim cỏ chó. Chim cỏ chó. Phổ thông gọi là chim gì? Không phải cuốc các bạn nhé. Hai buổi dính hai con các bạn nhé. Có đặt có 4 cây bẫy mà dính hai con rồi. Cũng cái điểm hôm qua đấy các bạn ạ. Mà con này nó nằm ở trên bờ nhé, bay dính trên bờ vào cây kìa, nó bị cẳng. Dính cẳng. Còn con hôm qua là dính ở dưới nước đấy các bạn này. Em bẫy bọn em đi này. Chim thường thường em chia sẻ với quý anh chị nhé. Là mình làm chim là thường thường mình nằm ngay bờ là chim nó hay đi ăn mồi ốc mồi ở trên bờ đây các bạn nhé. Đó. Đây, em để qua bên đấy cho quý anh chị xem, em zoom xuống. Đó, đang bay mắc đây các bạn ạ. Con này bị cẳng các bạn nhé. Con bị cẳng thì không bị để từ sáng đến tối vẫn được ạ. Mà nghe cũng đuối sức rồi, nó vùng vẫy rồi. Hả? Ốm à, con này ốm à. À. Mùa này không ốm. Mùa này không ốm, cũng mỏ dài lắm các bạn nhé. Nó mổ các bạn kìa. Đứng xoay tí, đứng xoay người ra để gỡ ra để cho anh em xem với nhé. Anh em xem biết cách bẫy chim với. Rồi bẫy rất đơn giản là dính nhá các bạn nhé. Đó con một con đang bay kìa. Con chim gì đang bay á. Giờ đây ở đây hiện tại mùa gặt thì chim nó sẽ trú cụ về đây các bạn nhé. Còn hết mùa gặt thì nó về đây ạ. Giờ đang mùa gặt rồi các bạn nhé. Gặt rồi, cũng gặt rồi. Giờ em nghĩ nó về đây là dần rồi ạ. Giờ đông gần hết rồi. Nó anh đang sợ anh phải cầm cái mỏ này nữa. À vẫn qua cổ không phải vào cẳng à. Dính cổ luôn các bạn nhé. Đó anh làm rất hay vì em chia sẻ với anh chị này, ngay giữa bờ chân của anh đi này, là đi cái đó là chim hay đi các bạn nhé. Ăn ở đó nó sẽ ăn những con côn trùng ở dưới bờ ao mình này. Ngay mép ao, mép nước các bạn nhé. Mép suối, mép nước. Rồi anh đang làm bẫy này đi, anh bẫy này đi. Cầm hai cẳng ốm à. Đó dính con, đây anh đang đặt đại bẫy nhé các bạn nhé. Em zoom to được quý anh chị này, quý anh chị quan tâm đến cái bẫy cái này thì hãy nhìn theo cái máy quay của em nhá. Em zoom to hết mức rồi đó. Anh vừa một tay cầm chim một tay bẫy đơn giản thôi. Anh thì cái bẫy em chia sẻ cách làm bẫy rồi nhé quý anh chị nhá. Hôm nay đi thăm bẫy dính tiếp nữa các bạn ơi. Vì 4 cái mà một cái vùng nhỏ đây thì làm 4 cái là hơi ít các bạn nhé. Bọn em đang tính phải làm 10 cái cơ nhưng mà mấy ngày nay ngày mùa chưa làm được đó. Anh đang đặt lên cái bẫy đó. Anh rào ngoài đây là rào trong này là chim nó phải đi ngay bờ đấy các bạn nhé. Toàn dính cái bờ đấy rồi. Cái dây này anh dùng tận dụng cái dây xi măng luôn các bạn nhé. Rồi đặt bẫy anh đây là đặt bẫy xong này. Đó con chim đấy. Qua đây em sẽ cầm con chim đây. Cái gì? Cổ trỏ. Cổ trỏ là phổ thông gọi là gì? Không biết à. Đó cái bẫy này. Quý anh chị đây chia sẻ cái bẫy đặt bẫy nhé. Còn hai cái bên kia anh mới qua chỉnh trước rồi. Em đi ra đây em biết được gặp nhìn thấy có dính chim rồi.
Đây cho em mượn cái. Đây như quý anh chị đã thấy rồi, bỏ ra. Con này khỏe các bạn nhé. Con này chắc mới dính ạ. Mỏ nó đầy đầy bụp em đây ạ. Con chim quốc không có. Hả? Con chim quốc. Chim quốc. Hả? Con chim quốc tại bẩn lắm. Ừ, nó khôn chưa? Em bỏ ra thì sợ nó mổ mình nhé các bạn nhé. Nó chưa ấy đâu, nó chả đò đấy nhé, chưa đuối sức đâu các bạn nhé. Cũng vào cổ thôi ạ. Đây. Em đã zoom nhỏ lên các bạn nhé. Zoom nhỏ lên, zoom to nó bị nóa nên các quý anh chị nhìn khó. Cái bẫy thì em sẽ zoom to lên đó, như quý anh chị này. Đó, nó chả đò này, thấy chưa? Chả vờ đó. Em đã cầm hai cánh ở nó đây. Bẫy con chim này thì anh em chia sẻ nó ốm thiệt, đúng mùa này nó hơi bị gầy các bạn nhé. Đây. Cũng đuối sức được các bạn ạ, vì vào cổ anh vùng vẫy mà. Chú chim này vùng vẫy thì nó cũng đuối sức đấy nhé. Đây, đang ngồi đấy em vừa chia sẻ đấy thì coi anh đang đặt bẫy ngoài góc bên kia các bạn kìa. Chim này nên hết sức cẩn thận cái mỏ của nó các bạn nhé. Nó mổ mắt cũng hư mắt đấy các bạn ạ. Chưa chết đâu. Khỏe lắm, còn khỏe vùng vẫy lắm các bạn ạ. Con chim này khả năng nuôi được đấy anh Trường. Nuôi chơi nó hot rồi không? Chuyên ăn cá mỏ dòi này, chuyên ăn cá các bạn nhé. Nó đi gần bờ, gần gặp giáp bờ này các bạn này. Giáp bờ này mổ cá mới tôm tép thì mấy con côn trùng trên bờ mép, gần mép nước ạ. Rồi em đặt đó một cái với hai cái bên đây nữa. Là bốn cái thôi, mới bộ bốn cái nhé. Chân anh đứng là ba cái, cái bên kia là bốn, anh mới nhìn đấy. Nếu cái nào bật thì anh chỉnh lại, mà không bật thì thôi. Anh có đi nhìn dấu chim mà nó chưa dính các bạn nhé. Con cuốc chưa dính ạ. Khu này cuốc nhiều các bạn nhé. Một con cuốc chưa dính ạ. Đây như quý anh chị đã thấy đây. Trò mõ gì đó em chưa biết con này là con gì hết đấy. Không biết phải động vật quý hiếm không, em chưa rõ, nó không biết nhé. Em đi theo em review thôi. Nếu bẫy được quý hiếm thì rất mong quý anh chị xem thì hãy cho em biết nhé. Em này, em cái này thông tin em không biết ạ. Để anh nếu mà nỡ anh có ăn thịt hay là anh bán cho ai tội quý anh chị nhé. Nên mình phải tuân thủ theo pháp luật mà. Nên quý anh chị nào xem để biết cái loại giống này là giống chim gì thì anh nói cho em nhé. Trò ở đây, khu vực đây trò mõ, như anh nói là trò mõ các bạn nhé. Cẳng ở đây các bạn này, đầu cẳng đây ạ. Em quay rõ cho quý chị đây, góc này thì rõ hơn ạ. Quay ngược ánh sáng này vì mặt trời bên đó các bạn nhé, thì nó không được như ý muốn ạ. Ừ rồi, thế đi ra nói chuyện đây thì nói chuyện chút để xem có phải con trò mõ này, con này em nghĩ là cũng là chim bình thường các bạn, không phải là quý hiếm đâu. Dòng này dòng quý thường. Bình thường đây là như chính trị là gài bẫy, là chúng ta gài như vậy nhé. Mỗi chỗ chúng ta đặt một ít ạ. Đó như quý anh chị đấy, em đã quay lên qua bên kia xem cho quý anh chị xem cái bẫy đặt. Cái bẫy này rất có duyên quý anh chị nhé. Cái điểm này chim nó hay ở đây. Em zoom này, đó cái bẫy này. Đó, cái dây câu trắng trắng đấy các bạn thấy chưa. Đặt á. Còn quý anh chị nào muốn cách mà làm bẫy thì hãy xem cái cách em chia sẻ của video trước nhé. Video trước em có chia sẻ là cách làm bẫy này, đi đặt bẫy này. Giờ này em đi thăm bẫy thôi nhá. Hôm qua này em làm cái thăm bẫy được dính một con còi cói rồi. Hôm nay là cái con trò mõ này, em mới nghe anh nói dân địa phương nên nói thôi, chứ này em chưa rõ là con này gọi là con gì nhá. Em là người Bắc cũng không phải người miền Trung này, không rõ đây cái nông cánh đây ạ. Nhưng quý anh chị thấy nè, em sẽ cho quý anh chị này, hắn còn khỏe lắm, không chưa chết đâu quý anh chị ạ. Nên con này mà hót được thì khả năng là em nghĩ là anh sẽ nuôi lên để nhá, vì con này nó ốm lắm, gầy lắm ạ. Dòng này nó gầy, ăn thịt thì béo, anh nói thế thôi chứ này em không rõ là nguyên nhân chưa được thưởng thức cái món này bao giờ hết đấy. Con này thì nhỏ hơn hôm qua các bạn nhé. Đây, cái cẳng này, nông đây ạ. Em quay cả trên đầu mà cả dưới bụng nhé. Cả dưới bụng, cả cái cánh này ạ. Bên đây bên cánh này, quý anh chị này. Vẫn đang khỏe nhưng mà ra cả nặng quặng là nó đòi mổ các bạn nhé. Mà giờ này nó cũng chả vờ thôi, chưa mệt đuối sức đâu, lắm đâu ạ. Đó, như quý anh chị đã thấy đi. Rất đẹp và rất ngon chưa. Em thì sẽ về đưa cho anh xem là anh ấy làm gì thôi. Em thì đi review thôi nhé. Thấy anh báo thì em review ạ. Rồi cũng cuối video em Tony Tiến cũng xin phép dừng ở đây nhé. Xin quý anh chị xem thấy hay thì hãy tặng em Tony Tiến một like ạ. Và chia sẻ video này lên nhé. Mà quý anh chị nào chưa bấm nút chuông hãy bấm nút chuông để ủng hộ kênh Tony Tiến. Em Tony Tiến có động lực làm video tiếp theo nhé. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Đây chú chim của em đây ạ. Đây, quý anh chị nào biết con chim này gọi là chim gì thì hãy nói cho em biết nhé. Đây là trò mõ, ở dân đê địa phương đây gọi là trò mõ, thì em đi theo anh đó để anh nói trò mõ em biết trò mõ thôi nhá. Rồi em xin tạm dừng ở đây ạ.